Chợ Đầu Mối Phong xin kính chào quý khách hàng, quý vị khán giả. Kính chúc quý khách hàng, quý vị khán giả có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Video này mình cập nhật cái giá nông sản tại vườn của chị Thánh nha quý vị. Ở đây là chị bán chanh tắc, gừng riền, xả ớt rất là nhiều luôn nha quý vị. Toàn là hàng nông sản ở trong nước mình sản xuất rồi quý vị, rất là nhiều. Và hôm nay trở đi là mình đăng cái số điện thoại mình lên để mình ship hàng nha quý vị. Mình ba làm thêm cái vận chuyển ship đến bà con mà mua hàng tiêu dùng á, cái giá tại chợ nha quý vị, để tăng thêm cái thu nhập để phát triển kênh. Quý anh chị em cộng đồng mạng á, có xem video này mà có mua về mặt hàng ở cái vựa chị Thắm á quý vị, thì cứ gọi cái số điện thoại trên màn hình video là số của mình nha quý vị. Đó, bây giờ là xe đang lên nè. Đó, số của mình cứ gọi là mình bán hàng nha quý vị. Mình bán hàng trực tiếp giá tại giá sỉ tại chợ Đầu Mối Hóc Môn. Ví dụ mình lại đây mình mua, quý vị mua tắc thì ở đây giá tắc bữa đó thì bao nhiêu là mình tính tiền quý vị bấy nhiêu. Và ship thì 2.000 đồng cho 1 kg nha quý vị. Ở những quận nội thành đó là 2.000 đồng 1 kg, xa hơn thì nó sẽ mắc hơn và gần hơn thì nó sẽ rẻ hơn nha quý vị. Nhưng mà hiện tại bây giờ là mình chỉ ship được cái khu vực nội thành đó, trong thành phố thôi quý vị, vòng cái thành phố gần gần mình thôi, chứ còn xa nữa là mình cũng chưa có cái khả năng mà mình đi mình ship nha quý vị. Rồi cách bán của mình đó là mình bán cái giá bằng cái giá của vựa đó, mình lại mình mua hàng giống như kiểu mình đi chợ hậu vậy quý vị. Rồi cứ giá cứ tại vựa rồi mình đi lấy tiền ship thôi quý vị. Và bây giờ đó là video mình á, mình chia làm hai phần nha quý vị. Cái phần đầu là mình cập nhật cái giá để thông báo giá cho bà con cộng đồng mạng biết, cũng như là bà con ở dưới quê, dưới miền Tây á quý vị, trồng chanh tắc để kinh doanh á, cung cấp cái sản phẩm nông nghiệp mình á, được biết cái giá. Rồi còn bạn hàng anh chị em mua bán cũng biết cái giá để mình mua bán quý vị. Ở đây là gừng xẻ quý vị, ở đây là gừng xẻ nè. Đó, gừng xẻ hiện tại bây giờ là 340.000 đồng một ký. Gừng xẻ lên nha quý vị. Nghệ xuống giá, nghệ đó 20 mấy ngàn ký, giờ còn 15 ngàn ký quý vị, nghệ tươi á. Rồi xả bầm ở đây chỉ có nha quý vị, xả bầm 6.000 một bịch nửa ký quý vị. Rồi để mình nói giờ mình sơ lược qua cái thông báo cái giá cả quý vị, rồi mình mới đi chi tiết sau nha quý vị. Lá chanh 25.000 đồng ký, gừng trâu 370.000 10 ký, ớt hiển đỏ 30.000 đồng 1 ký, ớt ba tri 35.000 1 ký, ớt xiêm xanh 40.000 đồng 1 ký, ớt sừng xanh 30.000 đồng 1 ký, củ hành Ấn Độ 7.000 đồng 1 ký, củ hành tây 12.000 đồng 1 ký, củ hành Đà Lạt 12.000 đồng 1 ký, tỏi này lên giá quý vị, tỏi 39.000 đồng 1 ký. Ở đây chỗ bán me thẻ quý vị, me thẻ 20.000 đồng 1 ký, me ký cũng 20.000 đồng 1 ký, me mà nằm trong me vỉ á quý vị, me vỉ 10 vỉ, 10 vỉ là 110.000 đồng, 110.000 đồng 10 vỉ. Chanh Đà Lạt á, nó tới 3 loại giá quý vị. Một loại 13.000, rồi loại 20.000, loại 24.000. Chanh không hạt nó 3 loại quý vị, 16.000, 18.000, 19.000 cho 1 kg đó nha quý vị. Tắc á, thì có 2 loại, một loại là 12.000, một loại 16.000, xả 9.000 đồng 1 kg. Chanh dây á, trái chanh dây á quý vị, 12.000 đồng 1 kg. Trái chanh dây này xuống giá quý vị hôm bữa 19.000. Nay còn 12.000 thôi. Bây giờ là mình đi vào cái chi tiết nha quý vị. Ở đây giờ kẹt đường hết. Bây giờ là 11:40. Khi mình tới vựa này là 11 giờ đó.
rồi mình hỏi giá thì vòng vòng á, mà giờ tới 11:40 mới là quay phim được quý vị. Bấm cái máy lên quay được. Đây là gừng này, gừng tươi nè quý vị, nghệ chứ, nghệ tươi của bên kia, gừng tươi quý vị, nghệ tươi này 15.000 đồng là 1 ký nè quý vị. Rồi gừng xẻ quý vị, gừng xẻ này là 34.000 ký quý vị, một bịch 10 ký là 340.000. Gừng đó hôm rồi là vừa qua Tết rồi, nó có 10.000 ký, 100.000 bịch. 100.000 một bịch gừng. Rồi nó lên 20, nay lên tới 34 luôn. Đó, thì tình hình giá gừng nó vậy quý vị. Rồi cái này là củ riền á quý vị, riền 15.000, riền hồi đó 23.000, 20.000, bây giờ còn 15.000 thôi quý vị. Để mình tắt cái máy, mình dẫn xe vô chứ giờ xe mình nó nằm ở ngoài đường quý vị. Rồi lá chanh nè quý vị, lá chanh đây, cái món lá chanh này lâu lâu mới có nha quý vị, mà kêu mua là anh xui nha quý vị. Đó, cái lá chanh đó là 25.000 đồng ký chứ không có rẻ đâu nha quý vị. Rồi xả này đó là đó, bầm sạch bách vậy quý vị, mịn màng luôn, bịch vậy nửa ký 6.000 đồng. À, quý vị mua chục bịch là 60.000, cái mình trả tiền thẳng ở giữa vậy, còn mình ship đi là mình lấy 2.000 đồng vậy đó quý vị. Đây là nay có gừng trâu nè quý vị, hôm bữa là gừng trâu là trái hàng, không có hàng luôn nha quý vị. Cái gừng trâu này là 370.000 bịch 10 ký quý vị, 37.000 đồng ký. Hiệp đỏ 30.000 đồng ký quý vị. Ở Ba Trì này lên là bà con. Ở Ba Trì nè. Ở Ba Trì mấy bữa là 25.000, nay 35.000 đồng ký luôn quý vị. Từ 20 lên 25 rồi 30, nay 35 luôn quý vị. 35.000 đồng cái ớt Ba Tri nha quý vị. Thành ra cái giá chợ đó, nó vô chừng vô đổi đó nha quý vị. Ở Ba Tri này nè, nó mấy ngày nay mà nó lên cái ngàn giá. Rồi nó từ 20 rồi 25 rồi 30, ngày đêm nay bây giờ là 35.000 đồng ký. Thành ra cái giá của mình á, chia sẻ với quý anh chị em cũng mang tính tham khảo nha quý vị. Cái chợ là không bao giờ mà nó chết một giá được nha quý vị. Rồi quý vị có gửi tiền cho kênh Chợ Đầu Mối Hóc Môn mà đi chợ hộ quý vị thì phải tin tưởng nha quý vị. Thấy nó hợp lý thì nhờ cái dịch vụ bên mình, chứ còn giá thì nó vậy đó quý vị. Thì cũng có anh chị em gửi tiền mình đi chợ hộ quý vị, thì hầu như là nó lên là mình mua lên nè, chứ mình cũng đâu có biết cái giá nó sao, cái giá này cái giá nó tham khảo quý vị. Ớt sừng xanh hôm nay này mới có nha quý vị, ớt sừng xanh này 30.000 đồng một ký đó. Những cái hàng này là hàng này là hàng chính gốc địa phương. Món này còn em này đến từ Ấn Độ, hành Ấn Độ.
hành Ấn Độ là 7.000 đồng ký quý vị. Củ hành tây to to này là 12.000 đồng ký quý vị. Còn hành Đà Lạt này 12.000 đồng ký quý vị. Tỏi nè, tỏi này lên giá nha quý vị, 39.000 đồng một ký tỏi vậy nè. Đó. Nó có từ bịch vậy nè. Ớt ba chi, em này mua ớt ba chi, ba chi Bến Tre. À, me thẻ đây quý vị, đây me thẻ là nằm đó đó quý vị, me thẻ me ký đó là nằm bên đó đó. Thì me thẻ 20.000 đồng ký, me ký cũng 20.000 đồng ký, me vĩ 10 chỉ là nó 60 cục á, một chỉ đó 6 cục, 10 chỉ là 60 cục, 110.000 đồng. Mình phải mua 10 chỉ nha quý vị. À, quý vị, quý anh chị em mà quán ăn ha là quý vị mua hàng rồi về cái hàng gia vị ở đây đó quý vị, hành tỏi nè, gừng sả nè, hành gia đồ gia vị chị Thắm đó, trên cái video này mình chia sẻ cái hình ảnh đó, quý vị có muốn ship đến nhà luôn, tận quán quý vị luôn thì gọi cho mình, phí ship tới 2.000 đồng nha quý vị, 2.000 đồng của khu vực Nội Thành này. Nhưng mà quý vị phải sử dụng cái dịch vụ bên mình là quý vị phải chuyển 50% tiền nha quý vị, rồi mình giao hàng lấy 50% còn lại quý vị. Còn không chuyển tiền thì mình không dám nhận đơn nha quý vị. Đây. Đó là mình sẽ đi mua hàng như ngàn em này nè. Đó quý vị muốn cứ ở nhà quý vị khỏi đi tới chợ. Mình lãnh ví dụ mình đi chợ. Đi chợ hộ mà. Đi chợ hộ tại mình có mấy anh em đó. Thế đúng ra cũng không phải bản thân mình ship đi quý vị, mấy đứa em nhà ship đi quý vị. Thức đêm thức hôm. Rồi quý vị cứ ở nhà ôm chồng ôm vợ ngủ thôi, để cho kênh chợ đầu mối ha, thức nửa đêm nữa ôm đi chợ giùm quý vị, ship tới nhà luôn, khỏi sợ, khỏi cần tham gia giao thông luôn, khỏi run khỏi sợ gì hết, để mấy em mình nó chở đến tận nhà luôn. 2.000 đồng một ký thôi mà phải mua 40-50 ký nha quý vị, trời mà 2.000 đồng ký mà quý vị mua có 1 ký 2 ký mà bắt ship đi là không có nha quý vị, tối thiểu phải 50 ký nha quý vị thì mới đủ cái phí ship, cũng phải đủ tiền xăng nha quý vị. Quý vị thương kênh chợ đầu mối Hóc Môn á, thức đêm thức hôm cập nhật cái giá nông sản cho quý vị xem, rồi có cái dịch vụ vậy quý vị, có mua rồi mua ủng hộ mình bán đủ hết, không như chợ đầu mối không bán cái món gì là mình bán món đó, trái cây rau củ cái gì cũng có hết. Trên video mình mà quý vị thấy mà đăng cái món gì là mình được bán cái món đó, còn cái món mà mình không có đăng là mình không có thôi quý vị, cũng như giống như vàng á, mà mình không có đăng là mình không có bán vàng đó, bán hàng nông sản cho bà con vậy đó quý vị, đưa đến tay cái người trực tiếp đến tay người tiêu dùng luôn. Quý chị em mà nửa đêm nữa hôm mà sợ đi chợ á, cứ gọi cho mình rồi mình cho mấy em nó chở tới nhà luôn đó quý vị. Tắt bên nó tắt, nói chuyện tàu lao quá rồi lúc quên quý vị, tắt này là 12.000 nè, lọ nhỏ nè, mới tin nha, hàng mới tin vậy nha quý vị, hôm nay là có giá 12.000, rồi cái loại lớn hơn của quy trang vậy thì cũng mới tin vậy nè, 16.000 đồng một ký là tắt. Đây là chanh Đà Lạt quý vị, cái này là nhiều anh chị em mà bạn xem trên kênh mình á, nói cái chanh đó là chanh Đà Lạt làm gì có chanh, cái này là cái tên nha quý vị, cái tên của nó ai biết đâu, người ta đặt nó là chanh Đà Lạt, cái nó chết tên luôn quý vị đó, chanh Đà Lạt nhưng mà trồng dưới miền Tây nha quý vị, này dưới miền Tây Tiền Giang rồi cái khu vực dưới miền Tây Bến Tre rồi hơi trồng rồi Long An quý vị, trồng cái món này nhiều lắm nè, với chanh không hạt với Đà Lạt, đông mà Đà Lạt quý vị.
Thì chanh Đà Lạt này là rẻ nhất là 13.000 một ký. Rồi hai bọc bánh 16 rồi 18 gì đó. 12 gì. Thắc rồi đó. Rồi. Cái này 13.000 quá vậy. Chanh Đà Lạt 13.000 nè. Rồi 20.000, 24.000 ba loại luôn. Mình muốn. Rồi còn cái này là chanh không hạt quá vậy. Chanh không hạt này nó có ba loại, 16.000, 18.000, 19.000 đồng một ký ba loại luôn. Thì mình chia sẻ hình ảnh cũng mang tính tham khảo vậy quý vị. Nhưng mà đó là cái giá, là cái giá cho 10 ký nha quý vị. Cái giá cho 10 ký chứ còn mình mua mà lẻ lẻ mà 2-3 ký, 2 ký là giá khác. Ở chợ đầu mối mua bán độc chiêu cái chỗ đó. Mua 1 ký không bán mà giá nó thuộc về giá bán lẻ. Chứ không phải là ta không bán, mà cũng có cái là trái cây là vô chợ 1 ký là không có bán à. Nhưng mà mấy cái đồ gia vị thì 1 ký thì ta bán cái gì. Với là ở ngoài nè, ở ngoài đường Nguyễn Thị Sóc á, cỡ nào cũng chơi đó, cỡ nào cũng bán hết đó. Nhưng có cái mua mắc mua rẻ, rất ham mua bằng ký nữa, ký là má là mua nhiều là cũng rẻ đó. Xả đó quý vị, xả hôm nay 9.000 đồng một ký. Chanh dây nữa, ở đây có chanh dây nữa mà anh chưa dọn ra quý vị, bịch bịch này, chưa có sắp ra nở luôn. Ô bữa nay anh bán giá nữa, chanh dây hôm trước 19.000 đồng ký, hôm nay có 12.000 đồng ký rồi. Rồi cái bịch chanh đây nè, lấy cái bịch chanh đây tốt kia là mẫu luôn quý vị. Chanh dây chỗ nào cũng như giống chỗ nào quý vị đó, nó còn có 12.000 đồng ký nha quý vị. Chanh dây á, tại vì giữa này chưa có sắp ra được, bịch 10 ký vậy quý vị, 12.000 đồng ký rồi đó, nó 19.000 cặp chín rồi hết quý vị. Thì có đến trực tiếp cái giữa thì giữa này rất là dễ đi quý vị, đầu đường Nguyễn Thị Sóc nè, đầu đường Nguyễn Thị Sóc luôn là mình tới trực tiếp cái giữa luôn, tới ngay Động Lương nè quý vị, quý vị quẹo vô ngay Động Lương mé bên tay phải luôn là quý vị trực tiếp tới giữa, hướng dẫn quý vị đi. Vậy là nếu mà ai mà coi video này là biết cái giữa bán đồ của chị Thắm rồi quý vị, là bán hàng gia vị quý vị, tỏi, hành, tỏi, ớt rồi những cái món mà mình nãy giờ mình review á đó. Đến dựa này mở cửa bắt đầu bán là tối rồi mới mở cửa bán tới sáng 8-9 giờ bắt đầu là bán tới sáng. Nếu quý khách hàng, quý vị khán giả thấy video này có ích và ý nghĩa thì xin hãy nhấn đăng ký kênh để kênh được phát triển và nhớ bấm vào cái chuông để nhận được thông báo khi kênh có video mới nhất. Xin cảm ơn quý khách hàng, quý khán giả đã xem video này. Chào tạm biệt quý khách hàng, quý khán giả. Hẹn gặp lại quý khách hàng, quý khán giả ở video tiếp theo. Bye bye.